Lời đầu tiên thì cho shop áo quạt điều hòa giá rẻ xin được một lời chào, lời kính chúc sức khỏe gửi đến tất cả các bác làm nhà nông, các bác làm cơ khí, các bác làm công xưởng, các bác làm thợ xây, các bác làm nông nghiệp các bác nhé. Thì bây giờ bắt đầu vào mùa hè của năm 2023 rồi, thời tiết thì cực kỳ là nóng nực và oi bức đúng không ạ? Thì các bác nào mà chưa có áo điều hòa này, chưa có quạt điều hòa để làm mát cái cơ thể của mình, để bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn, để mình làm việc một cách hiệu quả hơn, thì các bác cố gắng theo dõi hết cái video clip của em ngày hôm nay để có thể lựa chọn cho mình một trong những mẫu áo điều hòa, mẫu quạt điều hòa bên em để về phục vụ các bác trong mùa hè của năm 2023 các bác nhé. Đấy, thời tiết thì bây giờ ngoài Bắc em là mất điện luân phiên rất chi là nhiều. Đấy, thì các bác nên sắm cho mình một trong những mẫu áo điều hòa này về mình mặc trong thời tiết mùa hè mà nó mất điện thì mình mặc cực kỳ là mát các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, thì sau đây em sẽ điều giới thiệu cụ thể chi tiết hai cái mẫu áo điều hòa, mẫu quạt điều hòa bên em. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu về phần áo các bác nhé. Áo bên em là có loại có mũ các bác nhé. Đây, áo có mũ và áo không có mũ thì sẽ có hai màu chính để các bác có thể lựa chọn. Đó là màu dàn di này, đó màu dàn di. Áo thì chất liệu vải là vải kaki, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Khi các bác mặc thì không bao giờ lo bị bay, bị xù áo các bác nhé. Đó là màu dàn di này và màu tím than. Đấy là hai màu này thì được các bác lao động tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Về phần áo này thì sẽ là cổ bé đây các bác nhé. Cổ bé này, trước ngực sẽ có hai cái túi này, và ở trong này có một khóa các bác nhé. Đây em sẽ kéo ra, em sẽ giới thiệu trực tiếp luôn để các bác cùng tham khảo các bác nhé. Đây, ở trong này sẽ có một cái túi để các bác đựng đá khô này đúng không ạ? Và bên này thì sẽ có cái túi để các bác đựng pin này, đựng đồ này. Đấy, cực kỳ là đẹp và tiện đúng không ạ? Đấy, dưới gấu đây các bác nhé. Dưới gấu thì tất cả là bằng bo chun. Đấy, giúp khi các bác mặc cái áo này thì hơi nó sẽ là ở trong kín tuyệt đối các bác nhé. Đấy, hơi thì cực kỳ là mát khi các bác mặc những cái áo điều hòa của mùa hè của năm 2023 các bác nhé. Đấy, áo thì em sẽ có hai màu chính để các bác có thể lựa chọn, áo có mũ và áo không có mũ. Thì áo thì bên shop đang bán giá là 200.000 đồng một cái các bác nhé. Đó là khi các bác mua theo quà, còn đâu các bác mua lẻ thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em các bác nhé. Rồi em sẽ giới thiệu luôn về phần quạt. Quạt năm nay thì em sẽ nhập hai cái mẫu đang được các bác tin tưởng sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé. Đó là một cái mẫu đầu tiên là cái mẫu Taki các bác nhé. Mẫu Taki hàng chính hãng đến từ Nhật Bản. Mẫu này thì là sẽ là ba cánh không chổi than, chống nước tuyệt đối 100%, chạy cực kỳ êm và cực kỳ mát các bác nhé. Về phần quạt là ba cánh 12V không chổi than. Về phần pin, pin của Taki thì pin chính hãng của Taki thì sẽ 26.000. Ba cho các bác chạy được tầm độ 12 đến 16 tiếng đồng hồ liên tục các bác nhé. Chạy 12 16 tiếng đồng hồ liên tục. Đấy, mẫu Taki này luôn luôn được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều, bởi vì là chất lượng rất chi là tốt và pin quạt thì chạy cực kỳ là mát và cực kỳ là êm các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi test thực tế các bác xem thử cái quạt Taki này. Các bác muốn sử dụng đúng không ạ? Các bác ấn nút nguồn giúp em 3 giây nhé. Quạt sẽ chạy các bác nhé. Đó, quạt chạy rồi. Số 1 đúng không ạ? Và các bác ấn một lần nữa là số 2 này, một lần nữa là số 3 và một lần nữa nó là số 4 các bác nhé. Nó sẽ có 4 cái số. Đấy, các bác nghe tiếng gió cực kỳ là êm và cực kỳ là mát đúng không ạ? Quay cực kỳ là tít. Các bác muốn tắt đúng không ạ? Các bác giữ giúp em 3 giây là quạt sẽ tắt các bác nhé. Đó, sử dụng rất chi là dễ dàng. Gen thì gen ngoài. Khi các bác mà muốn giặt rũ mình có thể tháo ra, mình giặt rũ áo xong rồi mình lại lắp vào. Đấy, quạt này thì bao tét nước thoải mái các bác nhé. Thì một cái bộ quạt ra, một cái bộ quạt Taki, pin là pin 26.000. Quạt sẽ là 12V, 3 cánh không chổi than, thì bên shop đang bán giá là 650.000. Khi các mua theo áo thì là giá là sẽ giảm là 50.000 đồng, giá chỉ còn là 800.000 các bác nhé. 800.000 đồng một bộ áo và một cái bộ quạt này. Đấy, các bác mua lẻ thì là 650 một cái bộ quạt, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đấy, tất cả các mua hàng bên shop các bác sẽ kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, các bác sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Đó, thì mẫu quạt Taki này thì bên shop có hàng chính hãng, thì bên shop có bảo hành 6 tháng lỗi 1 đổi 1 do nhà sản xuất các bác nhé. Đó, khi các bác mua combo đã giảm 50.000 rồi, thì shop em vẫn có chương trình khuyến mại tặng thêm cho các bác là hai túi đá khô. Đấy, cái túi đá khô này rất là quan trọng các bác nhé. Khi các bác mà đi lao động cái mùa hè 35 đến 40 hoặc là lên đến 43 độ C này thì là rất chi là nóng nực và oi bức đúng không ạ? Mình nên sử dụng thêm những túi đá khô này về, các bác để vào ngăn đá nhé, cho nó đóng đá đi. Hôm sau mình lại đút vào trong cái áo có chỗ đựng túi đá khô đấy để nó tỏa nhiệt ra, để mình làm việc một cách hiệu quả hơn và cơ thể mình mát hơn các bác nhé. Đấy, 800.000
bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tặng thêm cho bác hai túi đá khô. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu quạt thứ hai. Đây là cái mẫu quạt cũng được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đấy. Mẫu quạt, mẫu pin này là mẫu pin gia ban các bác nhé. Mẫu pin gia ban thì pin này dung lượng pin thực tế là 40.000 mAh, tương đương các bác chạy được tầm độ 16 đến 18 tiếng đồng hồ liên tục các bác nhé. 16 đến 18 tiếng đồng hồ liên tục. Về phần quạt vẫn là quạt 3 cánh 12V không chổi than, hàng Taki, hàng gia ban chính hãng các bác nhé. Đó, hàng gia ban chính hãng. Đây, DC 12V, 3 cánh không chổi than. Thì một cái bộ quạt này thì bên shop đang bán giá là 650.000. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Các bác mua theo áo thì là vẫn là cả áo cả quạt là 800.000. Đấy, hai cái mẫu gia ban là mẫu Taki này đều đồng giá các bác nhé. Cái này sử dụng cũng rất chi dễ dàng. Các bác ấn nút nguồn 3 giây quạt sẽ chạy. 1 2 3. Đó là số 4 đây các bác nhé. Đấy, gió chạy cực kỳ êm và cực kỳ mát, hàng xịn sò, hàng gia ban chính hãng các bác nhé. Đây các bác muốn tắt giữ 3 giây. Đấy, hàng dập viền 4 cạnh, hàng chính hãng đây các bác nhé. Thì là phụ kiện đi kèm khi các bác mua bộ áo bộ quạt này thì bao gồm một pin này, một dây sạc, hai chiếc quạt và một cái củ sạc. Hết pin mình có thể sạc điện lưới 220V. Đó là về cái mẫu gia ban và mẫu quạt Taki và cái mẫu áo có mũ và không có mũ. Em muốn giới thiệu đến cho các bác trong mùa hè của năm 2023. Thì các bác mà đang quan tâm đến mẫu nào cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em nhé. Đây, quạt bên em về tổng cộng hôm nay được hơn 900 bộ đấy, hơn 900 bộ, gần 1.000 bộ quạt cơ. Đấy thì số lượng cực kỳ nhiều. Suốt một thời gian dài vừa qua thì số em luôn luôn trong tình trạng cháy hàng và không có hàng để bán cho các bác ạ. Thì hôm nay em đã về số lượng cực kỳ nhiều rồi. Đấy thì là các bác nào mà chưa có áo điều hòa, chưa quạt điều hòa mà muốn mua áo điều hòa, quạt điều hòa để làm mát cơ thể của mình thì các bác cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em nhé, để bên em tư vấn và bán cho các bác những bộ áo điều hòa, những bộ quạt điều hòa hàng chất lượng nhất của năm 2023 các bác nhé. Thì một video em làm rất chìa ngắn thôi, thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.